Tiếp theo, mô hình diễn giễu số 2 của tổ 1 phường Hưng Thành. Theo truyền thuyết xưa, chim vượng hoàng là vua của các loài chim, là biểu tượng trong nền văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Chim vượng hoàng là biểu hiện của sự an lành, hạnh phúc, thiêng liêng, cao quý, lòng trung thành, bất diệt và sự hòa hợp âm dương, là biểu tượng của đạo đức tốt đẹp và sự thông thái. Tế đài là mô hình của tổ 14 phường Minh Xuân. Thưa quý vị, tổ 14 phường Minh Xuân với chủ đề thuyền rồng. Rồng là một loài vật linh thiêng, được coi là linh vật tượng trưng cho điều tốt lành. Dù chỉ là con vật tưởng tượng, nhưng rồng được xem như một biểu tượng cho cả quyền lực và sức mạnh. Rồng là biểu tượng tích cực và thịnh vượng, có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý, tốt đẹp trong đời sống của con người. Là biểu tượng cho sự cao quý, tốt đẹp, thăng hoa và thịnh vượng. Rồng xuất hiện là thể hiện sự khát vọng vươn tới cái chân thiện mỹ. Của tổ 4 phường Tân Quang. Trước mắt chúng ta là mô hình với chủ đề Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang, của nhân dân ta, là biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường hiên ngang của dân tộc khi đối diện với giặc ngoại xâm. Đang tiến vào khán đài với chủ đề Làng quê Thanh Bình. Tiến vào khu vực lễ đài, đó là mô hình của tổ 7 phường Tân Quang. Mô hình có chủ đề Na Hang đường lên tiên cảnh của nhân dân tổ 7 phường Tân Quang, với hình ảnh nổi bật là đôi chim phượng hoàng, là hình tượng của đức hạnh và duyên dáng thanh nhã. Chiêm ngưỡng mô hình với chủ đề Na Hang đường lên tiên cảnh của tổ 7 phường Tân Quang. Tiếp tục tiến vào lễ đài sân khấu, xin mời quý vị cùng đến với mô hình của tổ 29 phường Tân Quang. Bác tiến vào sân khấu là mô hình với chủ đề chung tay bảo vệ môi trường của tổ 29 phường Tân Quang. Đến với đêm hội năm nay, mô hình của tổ 29 phường Tân Quang có hình ảnh chú hổ, loài vật tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh thế, oai linh, vẻ đẹp rực rỡ đầy bí hiểm, sự quyền chuyển về cơ thể. Nhưng đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt chủng, bất cần tất cả chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ một giống loài vô cùng quý hiếm. Mô hình của thôn trẻ 6, xã Lưỡng Vượng với chủ đề Rồng vàng chảy hội, được lấy ý tưởng từ hình tượng con rồng, một linh vật huyền thoại, biểu tượng của sự cao quý, sức sống trường tồn. Rồng là biểu trưng của sức mạnh, là linh vật của sự may mắn thịnh vượng, gắn liền với nền văn hóa phương Đông. Tiếp tục tiến vào lễ đài là mô hình của tổ 5 phường Tân Quang, là loài cá đặc trưng ở vùng nhiệt đới, có hình dáng rất đẹp, là một trong những loài cá đẹp nhất của đại dương.
chân quý vị đang thấy chủ đề hãy bảo vệ loài động vật xíu đầu đỏ đang đến quảng trại. Tiếp theo là mô hình của tổ 708 phường Đông Tiến với mô hình chủ đề đôi thiên nga của tổ 708 phường Đông Tiến. Tiếp theo là mô hình của tổ 21 phường Tân Quang với chủ đề rồng vàng chảy hội trăng rằm. Thế đài là mô hình của tổ 11 phường Tân Quang, mô hình đem đến cho tất cả quý vị với chủ đề ai thông minh hơn. Một câu chuyện hết sức quen thuộc thì chúng ta có phải không các bạn nhỏ? Chống đồng vui chảy hội, chống đồng voi chảy hội của tổ nhân dân 33 phường Phan Thiết đến với đêm hội ngày hôm nay. Chẳng do họ nhìn nhau chỉ kia quê quán từ là mô hình của tổ 2 phường Hưng Thạnh, mô hình với chủ đề cá chép trong trăng. Tiến vào lễ đài là mô hình của tổ 26 phường Tân Phan Thiết,
mô hình với chủ đề lễ hội cầu mùa. Đón đẹp cô các em nhỏ ơi. Vườn thì ra mô hình với một chú ngọc long rất dũng mãnh nhưng cũng rất ngộ nghĩnh và vui tươi về sự hồi thành tuyên ngày hôm nay. Chúng mình vỗ tay thật to nào. Vâng, bây giờ mới là
mô hình số 57 đây. Tổ dân phố 27 đường Vinh Xuân đang tiến vào khán đài với mô hình Phượng Hoàng xuống núi vui chảy hôi. Lớn được không ạ? À? Mô hình của huyện
Sơn Dương. Vâng, đang tiến vào lễ đài là mô hình mang chủ đề cánh chim làm việc, với biểu tượng chim lạc đang bay là sự trường tồn vĩnh cửu, bay cao và bay xa.